Vâng, thủ tục đơn giản, nhanh gọn, mức vay từ 2 cho đến 10 triệu đồng tùy, không cần thế chấp hay là ký hợp đồng. Đó là những lời mời chào rất là hấp dẫn của một số ứng dụng cho vay tiền trực tuyến hiện nay. Dễ dàng là như vậy, nhưng mà hầu hết các app cho vay này đều có mức lãi suất rất là cao, thậm chí người ta vẫn hay gọi là cắt cổ đấy ạ. Vâng, và việc nở rộ những ứng dụng cho vay như là nấm sau mưa đã xuất hiện rất nhiều những biến tướng và trở thành một dạng của tín dụng đen, kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường. Tao bên thu hồi nợ bên app 360 vay đây. Nhưng bây giờ em chưa có tiền chị ạ. Thôi. Phải trả, mày đừng có nói chuyện đi. Mày có thích cái giết chết cả nhà mày không? Trong nội nhật trong ngày hôm nay mày phải thanh toán. Nó cho vợ chồng mày lên mạng rồi, cho nó nhanh gọn lẹ. Còn cái mặt chó mày á, xin lỗi. Để tao gửi cho gia đình dòng họ con gái mẹ con vợ mày á. Tao thấy cái danh bạ con vợ mày cũng không ít đâu, nhiều lắm. Những cuộc gọi này chỉ là số ít trong hàng trăm cuộc gọi hàng ngày mà những người vay tiền qua app gặp phải. Từ lời mời chào trên mạng, vay với lãi suất 0%, giải ngân ngay trong ngày, không cần qua thẩm định hay thủ tục tín chấp. Đã có rất nhiều người bỗng trở thành nạn nhân khi bị các app khủng bố tinh thần mỗi khi chậm trả tiền vay. Các app đa phần họ sẽ yêu cầu truy cập vào danh bạ điện thoại. Danh bạ điện thoại hoặc một số sẽ là lịch sử cuộc gọi. Lịch sử cuộc gọi khi mà mình còn chưa biết lãi suất hay là hợp đồng ra làm sao, khi mình đăng ký ra thì mới vỡ lẽ là tất cả những hình ảnh hay là thông tin trong điện thoại của mình đều bị sao lưu hết ở trên hệ thống của app rồi. Không chỉ tra tấn tinh thần người vay bằng tin nhắn, gọi điện, những đối tượng tự xưng là lực lượng thu hồi nợ còn đe dọa, khủng bố cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp của bên vay. Thậm chí nhiều người đã bị các đối tượng gian dựng, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm rồi rêu rao, bôi nhọ trên mạng xã hội để gây áp lực. Nó ghép ảnh và nó tung lên mạng xã hội để bôi nhọ, nghĩa là nó nói là cả gia đình, tất cả những người này là chuyên đi giật nợ. Thêm nữa là nó còn ghép cả ảnh ảnh sách, ảnh khỏa thân, nó tung lên những cái trang mạng, trang web đen. Không chỉ người vay như mình mà mẹ mình hay là em gái mình, có những người mới chỉ là đang lứa tuổi là đang đi học cấp 2, cấp 3 cũng bị chúng nó ghép ảnh lên và mọi người cảm thấy xấu hổ, không đi làm, không đi học được. Do không chịu được áp lực, nhiều người đã lựa chọn vay thêm app để trả nợ. Thế nhưng họ không ngờ rằng mình đã lún sâu vào cái bẫy của các app lúc nào không hay. Lãi mẹ để lãi con, từ số nợ chỉ vài triệu đồng thì chỉ vài tuần sau có thể lên đến cả 100 triệu đồng. Khi đến hạn thanh toán thì các app bắt đầu gọi điện liên tục hối thúc để trả nợ. Trong khi đấy các app liên kết với nhau và có một số app gọi điện đến mời vay. Cứ như thế tạo thành một cái vòng xoáy vay tiền app này trả app khác, lãi mẹ đẻ lãi con và mình không thoát nổi cái vòng xoáy vay tiền app như vậy. Chỉ cần lướt trên các chợ ứng dụng điện thoại hay các trang mạng xã hội, người vay có thể thấy hàng chục app cho vay như thế này. Nếu người vay đủ điều kiện và đồng ý với các điều khoản thì bên cho vay sẽ tự động chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người vay. Thậm chí nhiều app không cần hợp đồng cũng tiến hành giải ngân ngay lập tức. Và đó cũng chính là lúc cái bẫy sập xuống với những người vay tiền. Để có được thông tin của người dùng thì những ứng dụng cho vay tiền yêu cầu người vay đồng ý cho truy cập danh bạ điện thoại, tin nhắn ở trên điện thoại di động cá nhân. Và từ đó thì toàn bộ những dữ liệu của người dùng đã bị lộ lọt và nắm được thông tin cá nhân. Thay vì đe dọa hay là tấn công trực tiếp ngoài đời thường thì những kẻ cho vay tiền qua ứng dụng đánh vào tâm lý người dùng mạng xã hội để uy hiếp người vay. Vâng, vậy thì đối tượng nào, nhóm tổ chức nào đứng đằng sau các loại app này và chúng hoạt động như thế nào? Phóng sự sau sẽ tìm hiểu rõ hơn về việc này. Đa số người dân vay tiền trên app với mục đích tiêu dùng cá nhân nên mức cho vay thường từ 2 đến 10 triệu đồng. Nhưng khách hàng thường chỉ nhận được khoảng 70% số tiền đó. Số còn lại được tính vào nhiều loại phí dịch vụ khác nhau. Sau 7 ngày, nếu người vay trả chậm sẽ bị phạt từ 100.000 đến 120.000 đồng một ngày. Như vậy, với hình thức này, các đối tượng đã cho vay với lãi suất lên đến 1.000% một năm. Ví dụ như là tôi vay 5 triệu chẳng hạn, thì cái số tiền thực nhận về tài khoản của tôi chỉ là 3 triệu thôi. Còn 2 triệu đấy là tiền lãi và tiền phí. Và sau đó chỉ khoảng 6 đến 7 ngày thì tôi phải trả đủ cái số tiền là 5 triệu đó. Nghĩa là trong 6 đến 7 ngày lãi suất và phí là lên đến 2 triệu đồng. Quy định của pháp luật về lãi suất tối đa được quy định là 20% một năm. Nhưng hiện nay trong các giao dịch giữa người vay với các app cho vay, hợp đồng giao dịch thường không đề cập đến mức lãi suất. Các đối tượng sẽ dựa vào các loại phí dịch vụ để lấy tiền của người vay.
Đây chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, lách luật. Trên thực tế, chính vì hoạt động cho vay nó đang biến tướng theo hình thức tín dụng đen, nên các cái thông tin nó không hề minh bạch. Chính vì vậy là cái người vay thì cần phải tỉnh táo khi tìm hiểu các cái vay, các cái app cho vay này để tránh rơi vào những cái rủi ro như chúng ta đã trao đổi. Một điểm chung của các app này là không bao giờ cung cấp thông tin về địa chỉ, hoạt động của công ty. Tất cả các giao dịch đều thực hiện online qua các ngân hàng. Bởi vậy, khi xảy ra tranh chấp hay có mâu thuẫn với người vay, cũng như cơ quan chức năng rất khó để truy xét hoặc giám sát quản lý. Ngân hàng Nhà nước có cái quy định dự thảo về cơ chế cho vay ngang hàng. Tuy nhiên thì cái dự thảo thì đang hướng tới là cái thời hạn thí điểm thực hiện trong vòng khoảng 2 năm. Như vậy là một cái thời gian quá dài so với nhu cầu thực tại nội tại của thị trường hiện nay. Thì có nên chăng nên rút ngắn để có một cái cơ chế cấp phép rõ ràng hơn. Có thể khẳng định, việc vay và cho vay qua app là một hình thức mới nên hiện nhà nước chưa có chế tài quản lý, cũng như chưa cấp phép cho hoạt động công ty, đơn vị trung gian cho vay nào. Bộ Công an mới đây cũng đã đưa ra lời khuyến cáo, người vay tiền cần tìm hiểu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, cũng như phải tìm hiểu kỹ thông tin về điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ trước khi quyết định vay tiền qua app.